Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung Tinh thần Cộng hòa của người Mỹ, tác giả Ngô Nhật Đăng. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày này tôi chỉ lướt qua tin tức mà dành thời gian đọc các bài bình luận, phân tích nó đăng trên các tờ báo, tạp chí tử tế phần nhiều là trên trang cá nhân. Ví dụ như Jeff Minnick, ông có bốn người con, một trung đội cháu và hứa hẹn sẽ còn đông nữa. Đây là đặc trưng của những gia đình rất mỹ, đông con cháu. So sánh với gia đình một con của Trung Quốc, ta có thể rút ra điều gì? Trong 20 năm nay, Minnick dạy lịch sử, văn học, và tiếng Latin cho chương trình giáo dục tại nhà ở Asheville. Ở Asheville, ông còn là tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết phi hư cấu, một trí thức viết văn. Trong bài viết trên blog của mình, ông đặt ra bốn nguyên tắc ứng xử trong thời kỳ mà bạn đang ở trong tâm trạng thất vọng về các vụ đóng cửa đại dịch mới, bao gồm các mệnh lệnh khác của thống đốc ở đây ở Virginia. Về các cuộc bầu cử và về tâm trạng buồn bã của quốc gia chúng ta trong mùa lễ này, ông viết, Vâng, một thời gian xấu xa, nhưng chúng ta có nên hạnh phúc khi sống trong thời gian này. Có khi nào mà ý nghĩa cuộc sống rõ ràng như vậy không? Có khi nào mà việc đứng lên trên cho sự thật lại là quan trọng như vậy? Đây là một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong một thời gian rất dài. Bốn nguyên tắc của Minix được dịch là: Bước 1. Nhận biết hoàn cảnh mà chúng ta đang sống là như vậy, cố gắng giải quyết vấn đề của chúng ta hoặc giả vờ rằng chúng ta không tồn tại là không có giải pháp. Gia chủ mà muốn bỏ qua việc này mà thay mái tôn của mình thì chẳng mấy chốc mà nhỏ nước giọt vào phòng khách đây là thời điểm mà mang đến cho chúng ta và chúng ta không phải quyết định xem chúng ta sẽ phải đối mặt với nghịch cảnh như thế nào đây là bước đầu tiên của bất kỳ dự án nào thừa nhận một vấn đề và sau đó tìm ra cách giải quyết nó các quan chức dân cử và các quan chức được bổ nhiệm hành xử như những nhà độc tài thường gợi lên nỗi u sầu đen tối của tôi. Một nhà lý thuyết âm mưu không cần phải nhận ra rằng các chính phủ trên khắp thế giới đang khao khát được kiểm soát nhiều hơn đối với cuộc sống của công dân của họ. Ở châu Âu, ở Canada, ở Hoa Kỳ, các chính phủ của chúng tôi phát triển lớn mạnh hơn và hung hăng hơn theo từng năm, khiến những người đàn ông và phụ nữ bình thường cảm thấy giống như những nông nô mà không biết nói hơn là những công dân tự do tôi đã xác định được nguyên nhân cho sự bất hạnh của mình tiếp theo bước thứ hai bước hai hạn chế chấp nhận và khôn ngoan trước khi thực hiện bất kỳ một hành động nào chúng ta phải nhận ra những hạn chế của mình con rể tôi có thể xây dựng mọi thứ từ tủ sách đến nhà cửa ngược lại tôi không phải là thằng đóng đinh lấy ví dụ về đại dịch một buổi sáng chúng tôi thức dậy và phát hiện ra rằng thống đốc của chúng tôi đã một lần nữa khóa cửa trường học nhà thờ nhà hàng và các cơ sở kinh doanh nhỏ của chúng tôi tin tức này có ý nghĩa sâu sắc và thảm khốc đối với chúng tôi hoặc đối với một số bạn bè của chúng tôi và chúng tôi phẫn nộ chống lại sự ngu xuẩn của chính phủ hoặc nếu không thì ngã xuống giường và trùm chăn lên đầu nếu chúng tôi bất lực trong việc thay đổi hoặc ảnh hưởng đến những nhiệm vụ này chúng tôi thấy mình càng thêm chán nản bị hạ thấp bởi những lực lượng ngoài tầm kiểm soát chúng tôi sau đó chúng ta có thể nhớ đến lời cầu nguyện thanh thản ngưỡng mộ vì sự đơn giản hùng hồn và thái độ tinh thần mà một người có lý trí phải cố gắng đạt được để có thể thay đổi 180 độ. Chúa ơi, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều mà con không thể thay đổi, can đảm để thay đổi những điều con có thể và sự khôn ngoan để biết sự khác biệt. Bằng cách chấp nhận rằng chúng ta không thể thay đổi được các sắc lệnh của thống đốc Chúng ta có thể tìm cách thay đổi ảnh hưởng của các sắc lệnh đó. Nếu anh ta đóng cửa trường học của chúng tôi, chúng tôi có thể xem xét rút hoàn toàn hệ thống và cho con cái chúng tôi học tại nhà. Nếu anh ta cấm tụ tập nhiều hơn 6 người trong nhà của chúng tôi, chúng tôi có thể mời 12 người đến một bữa tiệc trong ngày lễ. Bước 3, thực hiện hành động. Ngay bây giờ, can đảm để thay đổi những điều tôi có thể, đã là một phương châm sống của hàng chục triệu người Mỹ và đặc biệt trong 4 năm qua đã làm nức lòng những ai bấy lâu nay luôn cảm thấy mình là kẻ thất bại trong các cuộc chiến văn hóa của chúng ta. Các sự kiện trên sân khấu quốc gia đã khuấy động một đội quân dường thường trực và quyết tâm chống lại bằng bất cứ một cách nào mà họ có thể thấy được chính phủ muốn tiêu diệt quyền tự do tự nhiên của họ. Một phụ nữ tôi biết cũng đã phải trải qua một sự thức tỉnh về chính trị trong năm nay và giờ đây đã mạnh dạn bảo vệ các nguyên tắc bảo thủ trên Facebook. Mất đi một số bạn bè nhưng không chịu lùi bước. Chồng cô giúp huấn luyện bóng đá bầu dục của con trai lớn và truyền đạt cho các cầu thủ của anh ấy nguyên tắc chơi công bằng. Vợ của tôi dạy khoa học chính trị và luật hiến pháp cho các sinh viên được đào tạo tại nhà, cho thấy nền cộng hòa của chúng ta phải hoạt động như thế nào. Gia đình trẻ sống đối diện nhà tôi đã trở nên gắn bó hơn về chính trị, thảo luận các sự kiện với gia đình và bạn bè và từ chối tuân theo một số sắc lệnh về đại dịch cực đoan hơn của thống đốc chúng tôi. Từ những gia đình giáo dục tại gia, và những đứa con tôi từng dạy cho bạn bè, hàng xóm và các thành viên trong gia đình. Tôi biết rất nhiều những người hàng ngày phải gắn kết với trận chiến và bảo vệ quyền tự do và văn hóa của chúng ta. Vâng, những việc làm nhỏ nhưng cộng lại chúng sẽ là đáng kể. Bước 4, tìm kiếm đồng minh. Trong nhiều thập kỷ, cánh tả cực đoan đã truy quét những người bảo thủ và độc lập chiếm giữ các trường học của chúng ta túc đẩy dư luận và khiến phần còn lại của chúng ta bối rối vì đánh bại những người lính đi theo một nguyên nhân lạc lối không còn nữa bởi vì phe tả trong cuộc bầu cử này đã thể hiện đúng màu sắc của nó nhiều người mỹ đảng cộng hòa và đảng dân chủ đã quay lưng với họ có nghĩa là chúng ta có hàng triệu đồng minh Chúng tôi có các thành viên gia đình và bạn bè ở bên và vì lợi ích của sức khỏe tinh thần chúng tôi, điều quan trọng là chúng tôi phải giữ liên lạc với họ. Khi không hài lòng, chúng ta nên tìm kiếm sự động viên từ họ và đề nghị họ như vậy. Hãy nhớ rằng, chúng ta không đơn độc. Winston Churchill đã từng nói một điều tương tự như lời động viên của bạn tôi Đừng để chúng tôi nói về những ngày đen tối. Đây không phải là những ngày đen tối, đây là những ngày tuyệt vời, những ngày vĩ đại nhất mà đất nước chúng ta từng sống. Những người sẽ biến đổi hoàn toàn hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ nỗ lực của chúng và chúng phải chống lại họ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết có tựa đề Tinh thần cộng hòa của người Mỹ, theo tác giả Ngô Nhật Đăng đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau